Tiết kiệm điện đang là vấn đề được quan tâm khi mà lượng điện hiện nay không đủ cung cấp bởi thời tiết khô hạn, các thủy điện không thể phát điện do thiếu nước. Cũng chính bởi vậy, thói quen sử dụng điện tiết kiệm đã được hình thành trong các hộ gia đình. Từ giếng trời, cửa sổ, nguồn sáng được tận dụng tối đa. Dù thời tiết nóng bức, nhưng trong nhà được thiết kế theo hướng không gian xanh đã tạo ra nguồn mát tự nhiên từ cây xanh và gió ngoài trời. Do đó mà hoạt động các thiết bị như quạt hay điều hòa cũng được tiết giảm. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày thì việc tiết kiệm điện ở trong gia đình tôi được thể hiện qua từng thói quen của các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là thói quen sử dụng ánh sáng thì hiện nay tất cả các cái ánh sáng trong gia đình đều được lấy từ ánh sáng tự nhiên thông qua hệ thống giếng trời mà đã được hai vợ chồng tôi cũng đã bàn bạc và thống nhất từ khi thiết kế và xây dựng căn nhà. Sau đó nữa là việc lựa chọn các cái thiết bị điện có công suất tiêu thụ phù hợp với từng không gian, từng mục đích sử dụng. Và tiếp theo nữa là rèn cho các thành viên trong gia đình cũng như là trẻ con có thói quen sử dụng điện khi cần thiết. Dịp nghỉ hè cũng là lúc mà gia đình chị dành nhiều thời gian hơn cho các con của mình bằng việc cùng nhau đọc sách, tập luyện thể dục thể thao, chăm sóc cây xanh, hạn chế sử dụng các thiết bị như TV và máy tính. Tiết kiệm điện là khi mà chúng ta không sử dụng một thiết bị điện gì nữa thì chúng ta sẽ tắt nó đi và mẹ con dậy khi đi ra khỏi phòng thì tắt những dụng điện không cần thiết như là đèn học, điều hòa, quạt. Thói quen sử dụng điện tiết kiệm được truyền dạy từ ông bà cha mẹ cho đến các con nhỏ. Tiết kiệm từ những việc làm nhỏ nhất như tận dụng ánh sáng tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hạn chế sử dụng điều hòa khi không thật sự cần thiết mà vẫn đảm bảo nhu cầu sống của các thành viên trong gia đình. Hàng tháng thì tiền điện cũng nếu mà chưa có cái thời gian nóng như bây giờ, những cái tháng trước thì cũng chỉ hơn 200.000, mà trong cái tháng nóng tới đây thì chắc là cũng khoảng trên 300.000 một tháng. Lượng điện tiết kiệm dần tăng lên nhờ thay đổi ý thức và thói quen của nhiều người trong sử dụng điện hàng ngày. Tiết kiệm điện không chỉ dừng lại ở ngày 1, ngày 2. Tiết kiệm điện cần trở thành thói quen từ ý thức của mỗi người.